Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Em thấy cái mẫu bàn tay của chị, mẫu bàn tay này trong cái bản mệnh trong năm nay thì làm ăn hao tài lắm, tốn của lắm. Làm không có dư được, không có giữ được. Tiền vào cửa trước ra cửa sau. Đúng rồi. Làm đồng nào ra hết đồng đó à? Chả giữ được. Nói chung là năm nay là năm xấu vô cùng luôn. Không chỉ riêng bản thân, không chỉ riêng bản thân chị đâu mà cả chồng chị luôn. Toàn thấy chi ra thôi mà chả thấy cái đồng nào nó vô. Đúng rồi. Bí bách, bây giờ đang bí bách đến tận cùng đấy. Nó tay lè. Nhưng mà không sao, không sao, vẫn có tài sản, vẫn có tài sản để mà bán, để mà trả. Nhiều người họ không còn cái gì họ bán nữa. Thì thôi, làm ăn có lúc được để mà mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa. Nhưng mà làm ăn phải có lúc xuống để mà lấy cái tài sản đó để bán đi, để chống đỡ lại. Là cũng là gọi là có đồng ra đồng vào. Nhiều người em thấy là phá sản hết, bán hết nhà hết cửa, không đủ trả nợ luôn. Nhưng mà bây giờ em thấy là chị có thất bại, có làm ăn có hụt, nhưng mà vẫn trong cái tầm kiểm soát. Vẫn trong tầm kiểm soát, mình vẫn kiểm soát được, không có gì xấu năm nay, nhưng mà năm sau thì làm lại được. Đúng đấy, năm sau là vận niên của chị 39 tuổi, vận niên sau Mộc Đức, cái ngôi sao này nó sẽ khiến cái công việc làm ăn nó thuận lợi hơn, tốt hơn. Và trên đường chỉ tay của chị có đường sinh đạo đôi, thì em nghĩ là nhờ cái đường sinh đạo này chị sẽ vượt qua được sớm thôi. Khi khép cái lòng bàn tay lại, em thấy rất là đầy đặn, không có một cái kẽ hở nào cả. Em nghĩ là tay này cũng giữ được tiền đấy. Dù có ra đó nhưng mà lấy được lại ngay đấy mà. Được cái là chị với chồng chị, được cái hai người rất là chịu khó, chịu thương, chịu làm, chịu cày lắm. Nói chung là chả có ai có tính lười nhác gì đâu. Nên em nghĩ chính nhờ cái tính cách này thì em thấy là tài lộc sau này sẽ lấy được lại, sẽ khá lại thôi. Năm nay mà dịch corona, covid mà, ai cũng chết như ai hết đó, chứ không riêng gia đình nhà chị đâu. Nhiều người còn phải đi nhảy cầu đấy. Còn mình vẫn ngồi đây, mình nói chuyện được thì vẫn là ok. Bình thường mà. Mẫu bàn tay này tương đối là tươi sáng, đầy đặn, khá. Số này sẽ có tài sản về đất đai, sẽ có nhiều tài sản liên quan bất động sản, không chỉ một miếng đâu, mấy miếng đấy. Mấy miếng có giá trị đấy. Nói chung là kinh tế chị khá lắm, không phải lo đâu. Năm nay ông chồng vướng cái sao La Hầu, cẩn thận tai nạn nhé. Đi đứng đi lại cẩn thận tai nạn, hoặc cái cung bổn mạng, cẩn thận lưu ý về vấn đề sức khỏe trong năm nay. Sức khỏe năm nay không được tốt, sẽ ốm và đau ốm hay là bị mắc căn bệnh gì đó mà phải đi viện chữa, tốn tiền thuốc thang. Đúng rồi. Đúng chưa? Bị chưa? Bị tốn tiền chưa? Mấy lần rồi đấy? 2 lần rồi đấy. Trong năm nay là 2 lần tốn tiền thuốc rồi đúng không? Làm anh ấy làm máy cho nên là bị đau. Nghỉ cả tháng. Đấy. Mà không chỉ riêng năm nay đâu, mà năm tới nữa đấy, vẫn còn nữa. Vẫn còn, chưa hết. Nói chung làm nghề đó nguy hiểm lắm. Làm nghề nguy hiểm lắm. Và ông này, ông hay có số tai nạn đây này, phải lưu ý nhé. Đúng rồi. Hay có số tai nạn, hay gặp tai nạn bất ngờ lắm. Chẳng qua là ông này có người độ đi theo đấy. Có người đi theo độ đấy. Vì thế nên tai nạn nào ông nó đều thoát chết. Mà tưởng chừng là rơi vào tay người khác là chết ngay rồi. Nhà có hai người đi theo. Một là cô bé cậu bé đỏ đây. Cô bé cậu bé đỏ là sao? Vong thai nhi, vong trẻ con đi theo độ. Vong này là vong bỏ thai, phá thai đi theo độ. Đấy. Và, bọn mình hay là chồng mình. Cái này, vong này là vong anh em huynh đệ của ông này. Có nghĩa là có anh mất đấy. Đấy, đây là cái bảy cơ đây này. Bảy cơ chủ về bảy vía chủ về nam. Nam 7 vía, nữ 9 vía, nhìn thấy cây 7 là mình biết đó là nam đi theo độ. Và rất gần gũi ông này này, độ cho ông này này. Nhưng mà năm tới vẫn có một cái hạn nặng nữa, năm tới nhá. Cái này thì có thể thỉnh phép cho ông ấy, em có thể thỉnh phép cho ông ấy một cái bùa hộ mạng, một cái phép hộ mạng. Để ông ấy bỏ vào phí túi sách, ông đi theo ông làm thì sẽ không tránh được những cái tai nạn nữa bất ngờ. Nhiều khi gặp hung thì hóa cát. Nhưng chỉ lo nhất là mỗi cái mệnh của ông này thôi, hay gặp tai nạn. Rồi.
tình cảm mà. Ồ, rồi có cãi nhau xô xát chứ hôm trước hôm sau lại hiền, chả giận nhau được lâu đâu. Nói chung là vợ chồng ở với nhau thì không tránh được sự xô xát, nhưng mà cái cung phân ly ở đây thì gần như là không có. Thì vẫn ổn về tình cảm vợ chồng nhé. Tuổi thọ thì sao? Tuổi thọ à? Chị thọ đâu? Chị thì thọ đâu hỡ ông này nhiều. Ông này tuổi thọ kém hơn, bổn mạng của chị thọ hơn. Cổ tay chị ít nhất cũng 2 ngấn, sống ngoài 65. 60-65. Nếu tu nhân tích đức thì còn hơn nữa. Ở cái đường sinh đạo của chị tương đối là đậm, tương đối là đậm, vì thế là ít gặp hoạn nạn. Còn cái mẫu bàn tay của ông ấy chị vừa gửi cho em mà. Ông này cũng có đường sinh đạo đôi. Đấy, nhưng mà cổ tay của ông này chỉ có được 1 ngấn. Mặc dù cái đường sinh đạo đậm nhưng mà chỉ được có được 1 ngấn rõ ràng đấy. Vì thế tuổi thọ ông này kém hơn chị rất nhiều. Mà giao tiền cho ông này ông không giữ được tiền đâu nhá. Sao kỳ vậy? Đừng không, đừng đưa tiền cho ông này, chị mới là người cầm tiền. Vậy mà ông còn cầm tiền không ạ? Vì thế chị phải là người cầm tiền nhá. Chị phải là người cầm. Ví dụ như là mình cầm tiền thì mình sẽ sinh lời ra. Nhưng mà anh cầm tiền giống như người chắc quá. Vâng. Chỉ giữ thôi chứ không có thể sinh lời ra được. Đúng rồi. Thì thế em đã bảo là cái hướng tốt nhất của chị, cái hướng tốt nhất để tài sản nó nhân lên là sao? Chị phải là người cầm tiền hơn là ông ấy cầm tiền. Ông ấy cầm chắc nhưng mà cái đồng tiền nó không nó như là cái giếng ấy, như cái giếng ấy, hàng ngày không có người múc nước thì sao? Chỉ toàn là nước tù nước đọng thôi. Nhưng mà chị là người thoáng hơn ông chồng, chi tiêu thoáng hơn. Ngày nào cũng múc nước giếng thì sao? Nước ngầm nó lại chảy lên, tiền lại đẻ ra tiền. Mình có 3 thằng con trai đấy. Ngày tháng năm sinh của cháu? Thằng lớn là 11 tháng 7 năm 2006. Dương đấy nha. Không có nhớ không? Sẽ là ngày 16 tháng 6. Bính Tuất. Đứa này lớn lên cho đi xuất ngoại nhá, cho đi nước ngoài, đi xa xứ thì tốt. Học hành thì trung bình thôi, không nhờ cậy học hành, cho đi xuất ngoại, đi xa làm ăn thì tốt. Học nghề nhé. Học nghề à? Học nghề gì được ta? Học nghề, hướng cho nó học nghề đấy. Học để cho đi xuất ngoại, xuất khẩu lao động đấy. Đi xa thì tốt hơn. Có nghĩa là bây giờ là chỉ thích học sửa xe máy thôi. Đấy, chị bảo thôi ba, chỉ có học nghề thôi. Còn tháng thứ hai thì 21 tháng 6 năm 2014. Bây giờ Dương đấy, hình như nó vào ngày 10 tháng 5 thì vậy. Sẽ là ngày 24 tháng 5. 24 tháng 5 à? Trai, con trai à? Ở nhà con trai không à? Đứa này thì thông minh, lanh lợi, công danh tốt nhưng mà cứng đầu, lớn lên hơi cứng đầu, hơi bướng. Cứng đầu bướng lắm, lì lắm. Đứa này sau này có tài, đứa này thì có tài nhưng mà cũng có tật nhé. Rồi thằng thứ ba thì là 3 tháng 12 năm 2014. Thằng đầu tiên là 2010. Thằng thứ hai là 2014. Thằng thứ ba là 2014. Đọc lại ngày tháng năm sinh của thằng này nào, thằng cuối cùng đây này. Mùng 3 tháng 12 năm 2014. Dương đó nha. Sẽ là ngày 12 tháng 10. Đứa này lớn lên cũng nghịch, hướng cho cháu theo ngành quân đội, quân sự, công an, cảnh sát thì tốt nhất. Đứa này lớn lên nó gan dạ, nghịch. Học hành thì tương đối gọi là trung bình, không đi nỗi kém. Đấy, hướng theo ngành quân đội, quân sự, công an, cảnh sát được. Cho đi bộ đội, nên cho đi theo con đường nhà nước thì tốt. Đứa này khá đây này. Okay.
Xét theo ba đứa thì đứa đầu tiên này làm nghề này, đứa thứ hai là cho đi xa này, đấy, cho đi xa cũng được này, nó có tài này nhưng mà cũng có tật này, còn đứa thứ ba thì tương đối là hoàn chỉnh, tối theo con đường nhà nước thi cử học hành quân đội quân sự. Còn ba cháu tính ấy, hiện tại bây giờ thì nghịch thì có nghịch nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát, không có gì xấu cả. Vậy sao chị dạy con rất là kỹ. Nhà cửa đất đai vợ chồng, nhà cửa đất đai vợ chồng thay đổi 3-4 lần nhé. 3-4 lần luôn ạ? Và vẫn còn thay đổi nữa. Thay đổi theo chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu? Chiều hướng tốt, chiều hướng tích cực chứ không phải chiều hướng xấu đâu nhé. Thì trước là hai vợ chồng lấy nhau rồi vẫn ở cái nhà đó. Chứ còn thay đổi nữa. Chứ còn thay đổi 2-3 lần nữa nhé. Có nghĩa là mình thích một cái biệt thự nhà vườn vậy đó. Đấy. Vợ nhiều lắm nhiều bóp mới làm được. Sẽ làm được thôi. Vậy hả? Lớn ạ. Ở nhà bé bé dọn cho nó khỏe. Bây giờ con chị ước mơ đó là đúng rồi đấy. Bây giờ con cái của chị đang nhỏ, nhưng mà một vài tuổi nữa chúng nó lớn hết rồi, lúc đó là chúng nó phải cưới vợ rồi, rồi nó phải có phòng riêng rồi, lúc đó chị đã sẽ chuyển thôi, thay đổi thôi. Mà lúc đó chị cũng làm ăn được thì em thấy là sẽ xây nhà đẹp đấy, biệt thự như chị nói đấy. Cảm ơn. Rồi thắc mắc gì nữa nào? Sáng ngày nói chuyện đó hay có người điện thoại rồi đó đấy. Rồi em thỉnh phép cho em thỉnh phép cho khách từ 3 từ 1 đến 4 tháng thôi, chậm nhất là 4 tháng thôi là họ đã bán được thôi. Đấy, thì chị cứ yên tâm đi nhá. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi. Yên tâm đi, khi nào bán được đất thì báo cho em nhá. Ok, bán liền. Rồi, chào chị. Cảm ơn.